đúng rồi, còn 13 triệu anh ạ, chuẩn. Còn 13 triệu nữa. Em chào các bác cùng toàn thể quý anh chị em nhé. Và hiện tại là em Luân vừa lắp đặt xong một set cho anh chị. Đó chính là anh Hiếu có địa chỉ tại xã Cộng Hòa. Đây là Cộng Hòa của Pháp anh nhỉ? Thôn A Miền, xã Cộng Hòa. À vâng ạ. Rồi, nhất trí rồi. Xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Các bác và em kính mến là set này có một đôi loa hàng bãi xịn chính hãng của B3 Beta 3, một trong những thương hiệu nổi tiếng đến từ đất nước Đức. Và đây là đôi loa B3 có mã số là HF12125 mã. Đôi loa này sử dụng thùng gỗ sơn hình bóng màu đen. Đôi loa này sử dụng hai phân tần. Đó, phân tần to như cái bảng luôn các bác nhá. Đó, bass Emerald của Mỹ, tép BMC của Italia. Đôi loa này hiện tại đã có giá 15 triệu đồng một đôi tại cửa hàng. Đôi loa này tiếng rất hay, tiếng bass mềm sâu và tiếng tép sáng. Một chiếc đẩy PS Audio LA9004. Các bác của anh em thân mến, là giá của chiếc đẩy này hiện tại đang là 9.800.000 đồng. Thì em đang bán giá tốt hơn so với giá 9.800.000 các bác nhé. LA9004. Đấy, 1000W một kênh nội trở 8 ohm. Một chiếc lưng tiếng Preo mã số là AC2020XS giá 2.300.000. Thì em cũng đang bán giá tốt hơn. Đó, thì hiện tại là anh chị đang có bộ cũ sử dụng đâm ly, đó là con Va Smart Care. Con Smart Smart Care này thì cách đây khoảng 5-6 năm trở về trước là em cũng có cung cấp này. Đó. Và anh chị đã có một bộ mic không dây BBS Pro Sound A1. Đấy. Bộ mic này chính hãng cả nhà nhá. Đấy, nhưng anh chị cũng là mua trước đây rồi. Đây, một quả súp hơi các bạn. Để góc các bạn. Đây, một quả súp hơi Eric. Bass 50 từ 220 con 100, súp Eric em đã giới thiệu rất nhiều rồi. Đó, rất hay, tiếng của nó rất là lực sâu các bác nhá. Giá của súp hơi Eric là 6.500.000. Ok chưa? Đây sang lắp đặt cho anh chị là đây bộ cũ của anh chị là có cả một đôi loa California anh mua từ năm 2003-05, rất lâu năm rồi các bạn. Vẫn chạy tốt. Bây giờ em sẽ được test âm một chút nhá. Cảm ơn anh Hiếu rất nhiều. Không chuyển được anh. Chuyển nhưng mà thiếu. À thế ạ? À? Vâng, vẫn còn tiền mặt đúng không ạ? Ok anh nhá. Em cảm ơn anh chị nhá. Đấy, chị có một bộ tập aerobic rồi ạ. Hát nghe nhạc tập aerobic tiếng rất hay, để em test một đoạn mời cả nhà nghe nhá. Các bác lưu ý là dòng loa B3, dòng loa chính hãng của B3 Beta 3 tiếng rất luột, ngọt, chi tiết và độ bền rất cao ạ. Mời các bác của anh em ạ. À, cho to tí nữa các bác nhá. Lựa chọn loa B3 là số 1 luôn. Chất âm hay, độ bền cao, giá tiền hợp lý và nó là hàng thương hiệu thật. Căn phòng rất là rộng các bạn. Loa B3 HF121. Ngày nghỉ em vẫn phục vụ các bác cùng toàn thể quý anh chị em nhé. Các bác có nhu cầu mua sắm các thiết bị điện tử âm thanh thì có thể gọi điện trực tiếp cho em ạ. Hoặc các bác có thể đến trực tiếp tại shop em. Nhưng mà em xin được chia sẻ là hôm nay là ngày 28 tháng 4, đúng không ạ? Thì đang ở trong đợt nghỉ lễ thì đang có những chương trình khuyến mại giảm giá tốt cho các bác của anh em. Như hôm nay là em chia sẻ cả nhà là em tặng tình cảm cho anh Hiếu, anh chị đúng không ạ? Toàn bộ là dây loa 2.25, dây đắt tiền nhất tại shop em các bác nhá. Dây 2.25 các bạn. Dây to nhất. Đấy, đấy là những món quà của em dành cho các bác của anh em nhân dịp đại lễ 30/4/5. Thì thêm một chút nữa là các bác của anh em thân mến là các bác đến nhà trong những ngày lễ này thì xin các bác của anh em sẽ gọi trước cho em một cuộc điện thoại. Vì lý do là có thể là chúng em sẽ vắng nhà trong buổi chiều ví dụ như thế đúng không ạ? Thì các bác đến này không gặp được thì em cũng cảm thấy rất là ngại các bác nhá. Thì ngày bình thường chúng em mở cửa 24/24. Đấy, còn ngày lễ này thì anh em thợ kỹ thuật thì là nghỉ.
Còn vợ chồng em thì vẫn cứ bán hàng nhưng cũng có thể chúng em sẽ đi vắng, đúng không ạ? Ví dụ đi tiệc cùng với anh em bạn bè hội đồng lớp với lại các thứ nữa. Đấy thì mong các bác của anh em khi trước khi đến số em thì có thể là cho em xin một cuộc điện thoại nhá, đến trước cho em ạ. Vâng, em xin cảm ơn anh Hiếu nhá. Bắt tay anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Đó, anh em sang mua may bán đắt, mua rất nhanh các bạn. Đấy, và giá của nó thì nó là giá chung rồi. Thì các bác của anh em cũng đã biết giá rồi. Ngày hôm nay thì em cũng có giảm một chút lấy may mắn các bác ạ. Thì những cái sản phẩm mà ví dụ như là PS804 thì của nó là 8.800.000, PS904 thì là 9.800.000, PS1204 thì là 10.800.000, đúng không ạ? Thì là nó đều có giá tốt hơn so với giá em báo các bác nhá. Ok, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Em xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại các bác cũng như anh em ở một clip tiếp theo ạ.